Xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Truyền Chinh Sài Gòn. Đây là con Astray số sàn 2024 nhập Thái nè anh chị. Nếu lăn bánh ở tỉnh trong tháng 6 này chưa tới 400, lăn bánh Sài Gòn thì hơn 400 chút xíu, thì anh chị đã có được một con sedan hạng B nhập Thái rồi anh chị. Đây là con xe mà rất nhiều anh chị lựa chọn ta để kinh doanh chạy dịch vụ, bởi vì cái tiết kiệm nhiên liệu của nó quá tốt. Động cơ chỉ có 1.2 thôi, sử dụng số sàn, đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cho nên nó sẽ tối ưu về mặt tài chính khi mà anh chị kinh doanh chạy dịch vụ. Hoặc là anh chị thích một con xe số sàn thì đây cũng là một cái lựa chọn để em giới thiệu cho anh chị. Hiện tại em đã có sẵn màu trắng giao liền nhé, các cái màu khác thì tạm thời đã hết hàng ạ. Và với cái mức ưu đãi hiện tại của nhà máy là giảm 100% phí trước bạ, thì đây là cái mức giảm, mức khuyến mãi tốt nhất dành cho dòng Astray số sàn từ đầu năm đến nay đó, rất tốt luôn anh chị. Cho nên là lăn bánh con xe này ở tỉnh á, chưa tới 400 đâu anh chị. Và ngoài ra bên em còn có lựa chọn khác là xe qua sử dụng, mà xe lướt, xe đời cao mà đi ít đó anh chị, thì anh chị sẽ tiết kiệm được vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu. Thì cái đó anh chị liên hệ trực tiếp thì em sẽ gửi cho anh chị xem để tham khảo sau. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cái xe mới này. Đây anh chị, xe này thì em chuẩn bị giao cho khách hàng rồi anh chị. Còn khi mà anh chị đến đây thì em còn xe ở bên kho đó, thì đó là những cái xe mới 100%. Còn xe này là đang làm cái thủ tục PDI để giao cho khách. Với cái dòng này nếu anh chị vay trả góp thì chúng ta trả trước loanh quanh chỉ có hình như là hơn 100 triệu chút xíu là lấy được xe rồi. Còn lại thì ngân hàng hỗ trợ cho anh chị. Đây là cái dòng được nhập Thái nha anh chị. Nhập Thái, thương hiệu của Nhật. Vô cùng tiết kiệm, có thể nói đây là một trong những con xe mà có cái mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất thị trường đối với dòng xe xăng nha. Về trang bị dành cho con xe này á, thì anh chị chỉ cần nâng cấp giúp em bộ ghế da khoảng 5 triệu là đầy đủ rồi. Còn các cái phụ kiện cơ bản thì bên em đã tặng cho anh chị. Và mua thêm cái hộp đen nữa nếu anh chị chạy kinh doanh, thế là xong. Đó. Màn hình cam lùi có sẵn. Chìa khóa vặn anh chị ha. Con này thì cái xi nhan nằm ở đây nha. Mâm thì vẫn là mâm phay nha anh chị. Phanh đĩa phía trước. Đèn halogen. Đó. Không có đèn sương mù. Nhưng mà vẫn rất nhiều chi tiết mạc rôm nè. Nhìn cái xe mình vẫn rất là đẹp, rất là sáng. Ghế chỉnh cơ nha anh chị. Hơi tối anh chị thúc cảm giúp em nha. Nó sẽ có các cái bọc ni lông như thế này. Vô lăng thì nó sẽ có các cái phím cơ bản thôi. Ở đây là củ số nè anh chị. Hơi tối anh chị thông cảm giúp em nha. Bây giờ cũng gần 6 giờ rồi. Nhìn cái xe thì nó nhỏ nhưng mà tối ưu không gian bên trong rất tốt đấy anh chị. Đây là cái xe nguyên bản, tụi em chưa có gắn bất cứ một cái thứ gì lên đây nhé. Đấy, với tài chính ở tỉnh thì dưới 400 triệu ta lấy được con xe này rồi. Còn ở Sài Gòn thì do cái phí biển số nó 20 triệu cho nên nó sẽ hơn 400 chút xíu. Thì đây là một trong những lựa chọn hợp lý để cho anh chị mua để chạy kinh doanh, kiếm một con sedan vừa đủ, gọi là giá mềm để đầu tư ban đầu, chi phí sử dụng thấp, hiệu suất về tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tốt luôn, mà lại bền nữa. Rồi, cảm ơn anh chị nhé. Anh chị cần hỗ trợ tư vấn thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.